sau đó em mới biết câu chuyện là bạn lừa gạt quá nhiều người. Thì bạn cũng mượn em 1 triệu thôi. Sau đó em cũng nghĩ trong đầu quen nhau mà. Cho đến sau này bạn mới có một cái Facebook mới, thì em vẫn add lại và cũng có nói chuyện lại. Thì bạn chủ động gửi trả lại em 500 ngàn. Vào cái bữa đó là mình giống như là có hay có những cái sinh hoạt lao động của lớp á. Các bạn nam thì hay giỡn mạnh bạo và hay hơi thô lỗ á. Thì có giỡn với một cái bạn đó thì lột đồ của bạn đó, nhưng mà không phải là lột sạch thôi. Nhưng mà tự nhiên cái em bị khựng lại. Là thấy dạo dược hả? Đúng. Thì lúc đó em mới bị giật mình, là mình tự đặt câu hỏi cho mình là ủa tại sao mình lại như vậy. Rồi sau khi em thấy cái bạn kia bị lột đồ đó, em có kiểu là em có bị ăn sâu vào kiểu tâm trí của mình không? Em có định tìm hiểu bạn đấy không? Dạ không. Là em không có đi sâu tìm em hiểu? Em không đi sâu và tìm hiểu đến cái bạn đó để mình đi đến một cái mối quan hệ nào đó. Chỉ dừng ở đó thôi. Rồi sau khi mà em bắt đầu có câu hỏi về bản thân mình á, thì đến khi nào em mới xác định rõ là mình là như thế? Em không tự hỏi mình nữa mà em khẳng định. Cho đến em nghĩ là cuối năm cấp 3, là năm lớp 12, thì em mới thực sự là mình chấp nhận bản thân mình là như thế. Cấp 3 là em học nội trú trường Nguyễn Khuyến, nên là em học 3 năm nội trú. Những cái năm đó là tiếp xúc với con trai cực kỳ nhiều, về nội trú rồi ăn uống. Ở chung rồi sinh hoạt tất cả đều chung. Nhưng mà em có cái lý do nào mà em chấp nhận mình dễ dàng vậy không? Em chấp nhận mình là thứ nhất là mình bị đấu tranh quá nhiều. Đấu tranh kiểu giống như là tại sao mình lại như thế? Tại sao mình không bình thường mà mình lại cứ theo cái chiều hướng là mình là gay. Tức là mình cũng đang cố ép mình trở lại bình thường. Nhưng mà thật sự nó không được. Và khi đó mình cũng tự cảm thấy là mình quá mệt mỏi, thì mình mới phải chấp nhận mình là gay. Sau cái mà mình đấu tranh với chính mình, thì bắt đầu là đến gia đình và những người xung quanh. Khi mà em chấp nhận mình á, em có cảm giác lo sợ với mọi người xung quanh không? Với gia đình của mình, với em họ hàng của mình? Em sợ, cực kỳ sợ. Tức là khi năm cấp 2, khi mà em nhận ra mình như vậy là em sợ. Em sợ từng cái cử chỉ của mình luôn. Mình có cảm giác giống như là tất cả mọi người đều đang tập trung mình và đang soi mói mình, là thấy được cái sự khác biệt của mình. Đỉnh điểm là cho đến năm 3 đại học là bắt đầu em không tiếp xúc với ai hết. Đến mức mà những năm đại học em không nói chuyện với ai, em không chơi thân với ai. Những cái mà học nhóm này kia em chỉ xuất hiện cho có mặt là thôi. Em sợ từng cái ánh mắt của mọi người khi mà em đi ra được, em nhìn họ luôn. Em phải né. Ngay cả đến ba mẹ em cũng né. Giống như em đi vào trong nhà là em đi lùi. Cái em đi lên trên nhà lầu luôn. Em vào phòng là em đóng cửa luôn. Rồi đến khi nào em quyết định nói cho bố mẹ em biết? Là năm 2 đại học đó. Là nói luôn là hả? Em cái đó là vô tình. Tức là em bị kìm nén rất nhiều. Và em cũng muốn nói, nhưng mà kiểu giống như em không có tìm được cơ hội hoặc là lý do để em có thể ngồi lại mà nói chuyện giống như em đang ngồi nói chuyện trước anh chị. Em có quen một bạn đó và kiểu giống như là đang quen và lén lút với gia đình luôn á. Vì suốt thời gian em quen bạn đó gần 1 năm trời là em cứ đi chơi đi rồi đến đêm em mới về. Nó bị bất thường. Cái cho đến một hôm ba mẹ em cũng kiểu giống như là không chịu được cái chuyện đó. Thì em về đến nhà là ba mẹ em đã ngồi sẵn chờ em ở trong bàn bếp rồi. Thì lúc đó em òa khóc rồi. Và em nói với ba mẹ em là con là như vậy. Mà ba mẹ em nói gì? Sau khi em nói với ba mẹ em thì nó là một khoảng lặng mà cực kỳ lâu. Nó bị giống như là cả ba người đều bị đóng băng lại cái khúc đó. Mẹ em nói là hay là con đi gặp bác sĩ tâm lý. Em nói liền là không. Tại vì chính bản thân em biết em như thế nào. Và chính mình cũng đã từng tìm cách để thoát ra khỏi cái đó và không thoát được. Thì không thể bác sĩ nào có thể đưa mình ra khỏi cái nó đã nằm sẵn trong cơ thể mình thôi. Nhưng mà anh chỉ muốn hỏi là sao em không thử mình đi gặp để mình chứng minh cho bố mẹ biết là cho dù mình gặp bác sĩ đi nữa
thì mình cũng không có thay đổi được gì. Thì đỡ hơn là bố mẹ nói là biết vậy lúc trước con đi gặp bác sĩ thì con đã thay đổi được rồi, em hiểu không? Em biết là ba mẹ em hai người có suy nghĩ rất là cấp tiến. Nên là em biết chắc chắn là ba mẹ em đã có câu trả lời. Nói chung là câu nói đó là ba mẹ em vẫn không muốn chấp nhận sự thật và mong muốn là em là một người bình thường. Yeah. Mặc dù ba mẹ em biết là cái giới tính em như vậy. Yeah. Thì sau khi mẹ em nói như thế thì ba em mới nói câu này: bố mẹ sinh mày ra và nuôi mày lớn, bao bố mẹ mày biết mày như thế nào. Sau cái câu đó của ba em thì em biết là ba mẹ em đã biết, nhưng mà chỉ là họ đã đang cố ép mình không muốn cái đó xảy ra. Tại vì thật sự ra thì không có cha mẹ nào muốn con mình như vậy á. Yeah. Mà cha mẹ mình sinh mình ra không thể nào không biết. Yeah. Chắc chắn là phải biết. Yeah. Đâm ra nhiều khi mà không muốn chấp nhận sự thật và không muốn con mình như vậy, đâm ra phớt lơ và không tin điều đó là có thật. Rồi về họ hàng của em, họ hàng em biết hết rồi đúng không? Em không kiểu giống nói chuyện thẳng thắn giống như em nói chuyện với ba mẹ em. Nhưng mà em nghĩ thì tất cả mọi người đều biết. Đều biết, tại vì khoảng thời gian sau khi em nói về chuyện ba mẹ em là giống như là em được giải thoát. Em được giải thoát tất cả những cái gì mà trước giờ em đang bị kìm nén. Khó khăn nhất của em là gia đình, là ba mẹ em. Nhưng mà khi ba mẹ em đã nói lên cái câu đó thì em tự ngầm hiểu là ba mẹ em đã chấp nhận một phần nào đó, đã chấp nhận. Nên em sống thoải mái với cuộc sống của em. Và chính vì thế là em cũng đưa đến cái công việc của em hiện tại luôn. Rồi họ hàng em có phản ứng gì không? Có ai ủng hộ, đồng tình hay là phản đối gì không? Họ em có chấp nhận không? Những giống như là lứa tuổi như ngang hàng với em á thì chấp nhận, họ chấp nhận. Còn người lớn hơn thì không? Người lớn hơn rất khó. Chị có bao giờ em tự trách bản thân mình là vì sao mình lại như vậy? Em không trách. Tại vì em cảm thấy là nó không phải là một cái tội. Nên em luôn đặt ra một cái tâm niệm là mình, nếu mình đã là trong LGBT, mình là gay, mình phải sống, mình làm việc như thế nào để họ không thể đánh giá mình bằng những ánh mắt như vậy nữa. Nhưng mà em có ngoại hình rất là nam như vậy thì em có nhiều bạn gái theo đuổi không? Có ai yêu em không? Gái á? Có. Nhưng mà em sẽ từ chối. Thứ nhất, người ta khổ. Thứ mình hai là đến mình nữa. Cũng khổ luôn. Thì chẳng việc gì mà tự nhiên mình lại phải đi làm khổ cả hai như thế. Nên em sẽ một là né, hai là từ chối thẳng. Từ chối thẳng như cách nào? Là em nói em là gay luôn. Đúng. Ủa, tại vì em nói luôn hả? Đúng, em sẽ nói là, tại vì cái đó bình thường mà. Mình nói như vậy sẽ tốt hơn là nè, mình ngày xưa nè. Nó thẳng luôn. Là này gay, em yêu anh em khổ. Lúc đó chị chỉ là ca sĩ trẻ thôi. Đẹp trai, khổ lắm. Đẹp trai thôi, mà có một cái bé đó nha, chị kể nha. Là yêu chị tha thiết mấy năm trời luôn. Mà biết chị là gay vẫn yêu. Vui lắm, sao cuối cùng là chị lại yêu em trai của bé đó. Vui ghê. Rồi chính bé đó là kết hợp cho chị với lại em trai đi yêu nhau luôn. Nhiều khi á, anh thấy á, kiểu con gái nhá, khi mà họ yêu ai, họ đặt tình cảm cho ai, họ nhẹ dạ lắm, với họ bất chấp lắm. Nên nếu mà mình lợi dụng cái tình cảm đó thì anh thấy nó tội người ta. Nó hơi tội cho người ta luôn. Mà chị thấy là cái cách từ chối thẳng là hay nhất. Dạ. Thẳng, không là mình nói là rồi. Hai đứa mình là hai chị em. Trời ơi, yêu nhau vậy đầm với nhau hả bà. Múa lên, lộ lên, càng lộ nhiều luôn. Để cho người ta chán mình. Thật sự những cái tình huống là em phải lộ. Bà nghĩ sao bà, chị em bà. Thấy tự nhiên mình lộ quá, mất cảm xúc liền. Có nhiều người kỳ lắm. Biết gan vẫn yêu. Em với anh Tuân là phải học kinh nghiệm từ chị Chi. Thôi anh không học nữa. Múa cho chị liền. Bung lụa liền, hiểu không? Rồi quay về chuyện tình yêu của Quác đi. Năm 2 đại học là tầm 20 tuổi ha. Lúc đấy em có tình yêu đầu tiên. Sâu đậm không? Em thì sâu đậm đó, nhưng mà từ người đó thì em nghĩ là nó nằm trên phương diện là gọi là lợi dụng. Mà ủa em, nhưng mà dài không? Kéo dài bao nhiêu lâu? Gần một năm. Gần một năm. Ủa nhưng mà em phát hiện ra là người ta không có tình cảm thật sự với em là trong tháng thứ mấy? Em biết nhưng mà em cứ cố kiểu giống như là em sẽ cố ép em là chắc không có chuyện đó đâu. Hoặc là có gì chăng nữa thì cũng bảo là người ta cũng sẽ thay đổi thôi, kiểu vậy đó. Thì thật sự ra thì em cũng không bị lợi dụng quá nhiều. Tại vì hồi đó sinh viên chẳng có gì để lợi dụng nhiều nữa.
lý do nào mà em nghi là người ta lợi dụng em? Thì trước khi chơi bạn đó là em chơi chung với nhóm đó, cũng biết bạn đó. Thì sau một thời gian thì mấy bạn đó cũng cản em, cũng nói là mày đừng quen nữa. Thì nó cứ lại lấp lửng ở đó. Thì mình lại về mình suy nghĩ thì mình cứ vẫn kéo dài cái mối quan hệ đó. Cho đến khi mà bạn nó mất tích một thời gian, cũng khoảng độ gần một tháng. Sau đó em mới biết câu chuyện là bạn lừa gạt quá nhiều người. Thì bạn cũng mượn em 1 triệu thôi. Sau đó em cũng nghĩ trong đầu quen nhau mà. Chịu, nếu mà mở lời là mượn đi chăng nữa, mình chẳng bao giờ mình nghĩ là sẽ lấy lại hay là gì. Có đưa thì mình lấy, còn không thì thôi. Rồi bạn nó có trả lại cho em không? Cho đến sau này, bạn mới có một cái Facebook mới. Thì em vẫn add lại và cũng có nói chuyện lại. Thì bạn chủ động gửi trả lại em 500 ngàn. Ủa, sao gửi luôn 1 triệu? Dính trả 500 nghìn làm gì? Không, trả 500 nghìn là tại vì ngày xưa mượn 1 triệu, nhưng mà tại vì yêu nhau nên là trừ 500, trả 500. Trừ 500, trả 500. Phí tiền ngày xưa ôm nhau rồi đó. Cái bạn đấy trả lại cho em á là sau đó 1 năm. Sau đấy 1 năm. Vậy lỗ 500 cũng được, tại vì ngày xưa cũng yêu nhau rồi, đi chơi này nọ. Thì coi như 500 đó là 500 để cho người ta bỏ thời gian đi chơi mình đi. Rồi sau cái câu chuyện tình yêu 500 nghìn đấy thì bao nhiêu lâu em yêu người thứ hai quá? Khoảng sau 3-4 năm thì em mới chính thức quen một người. Vậy sao lâu quá nhỉ? Lâu quá vậy em? Em khó để quen một ai gọi là yêu, tình cảm sâu đậm. Thì quen cũng độ 1 năm hơn thì bạn này bạn cắm sừng mình. Mà là em là người phát hiện. Cắm sừng như thế nào cân cụ thể đi cân? Trong một buổi đó là em với bạn đó là đi coi kịch Tấm Cám đó. Thì đang coi thì em thấy bạn này nhắn tin miết à. Em thì lại là một cái đứa mà không bao giờ mà để ý điện thoại của ai hay là gì ấy. Nhưng mà bạn ấy nhắn nhiều đến cái mức mà em phải để ý. Phải để ý. Và chị biết em ngồi em để ý mà mắt em muốn lé luôn. Nhớ cái này nhìn. Nhớ cái này. Do là em không để ý nên bạn đã mới ý ý á. Em muốn lé mắt liệu em liền liếc. Khi mà nhắn cái bị liệu á. Trước hết là em thấy cái hình nền để hình nền tin nhắn Zalo á là hình hai người chụp chung. Là em cũng kèm lại. Em lại là thôi ta cố mình cố kèm lại mình nhìn xem thấy cái tên chưa ạ. Em phải liếc một lần nữa. Thấy em thấy cái tên. Thái độ em nó khác hẳn liền luôn. Em thay đổi thái độ hoàn toàn từ lúc đó chở bạn về. Bạn xuống xe và em quay đầu em xe em đi về luôn. Nhưng mà khi em thay đổi thái độ đó bạn nó biết không? Biết. Là em nghi không? Bạn về bạn nhắn tin bạn nói là ủa bữa nay anh sao vậy? Thì em nói là em có nói thẳng với bạn đó không? Thì em có nói mớm em nói là có gì đâu. Hay em có chuyện gì nói với anh không? Nói luôn. Nhưng mà bạn ấy vẫn nói là không có gì hết. Thì lúc đó cái đêm đó là em mới thấy cái tên đó. Thì em mới vào Facebook cái tấm hình của bạn ấy sau em coi cái phần like á. Thì thấy có cái tên giống vậy em vào. Thì bên Facebook bên kia là rồi đi chơi với nhau rồi tưng bừng hết rồi. Khi mà em phát hiện á là hai người đấy đã quen nhau quen lâu nhau chưa? Lâu chưa? 3 tháng. À quen 3 tháng mới phát hiện. Ủa làm sao có thể chia giờ giấc được ta? Chia được chứ em, 2, 5, 7, 3, 4, 6 bình thường cưng. Còn thời gian làm việc này nọ, gia đình rồi bạn bè đâu chị. Muốn chia là chia được à. Rồi em có vào nói chuyện với lại cái bạn tiểu tam đó không? Không. Tại vì em xác định như vậy nè, lỗi này là lỗi do chính bên xác. Người kia chứ chính không xác. Phải là do người thứ ba. Ừ. Cả đêm đó em không ngủ được và em quyết định luôn, em nói là chuyện này là phải giải quyết liền. Nên là ngày hôm sau em hẹn ra cà phê, em ngồi nói chuyện, hỏi vòng vo một hồi thì mới chịu nhận. Rồi nói là bây giờ em mắc cười cái là nói với em là em có thể quen một lúc hai người không? Cái lúc em nói thiệt với chị là lúc đó là em phải tịnh tâm lắm. Chứ không phải em tống bạn nó từ đầu lầu 7 xuống dưới đường Nguyễn Huệ. Mà sao tự nhiên mà nghĩ sao mà mình nói có nói em chào. Em không hiểu sao nói hỏi sao, được câu đấy nữa. Anh nói là em không thể, em không muốn bỏ anh mà em cũng không muốn bỏ bạn kia. Tính chuyện nhỏ khôn quá. Em không bỏ anh được. Nhưng giờ em đã lỡ quen bằng kia rồi. Thôi giờ mình sống tới ba đi ha. Lúc cái lúc đấy Quách mà kiểu sáng suốt hơn thì Quách bảo là khôn như em không? Nhà anh nuôi đầy luôn. Rồi bây giờ thì cái chuyện tình yêu hiện tại của Quách như nào? Em vẫn không có ai.
trong tình yêu của em, cái gu em là cái người như thế nào? Ở hiện tại á thì em đang muốn một người là ổn định về mặt công việc, chín chắn. Là hiện không tại thôi hả? Còn tương lai là chưa biết như thế nó nào? Nó có thay đổi mà chị. Hồi nhỏ thì mình sẽ thích cái bề ngoài người ta, lớn lên một tí mình sẽ thích cái tính cách của người ta, lớn lên một tí nữa thì mình thích một người có thể cho mình kinh nghiệm với lại truyền đạt cho mình bài học. Ví dụ như vậy á. Tới bây giờ chị vẫn thích là đẹp trai, yêu thương mà thật lòng. Ủa chị ơi, vậy cần gì nữa? Cái hết chị rồi, cần ta gì rồi nữa chị? Thì bởi vậy là chị đã thích một cái gì nó chuẩn rồi. Chị lấy hết thế giới rồi, chị đâu cần gì nữa đâu. Đâu cần thay đổi làm gì nữa. Mà ngày xưa tới giờ nha, từ lúc chị nhỏ 17 tuổi bắt đầu chị biết thích con trai, là cái gu chị nó đã là như vậy từ đó tới bây giờ. Rồi cái đối tượng mà Quách tìm á, bây giờ là nằm trên hay nằm dưới? Cao mấy thụ? Nằm dưới. Dưới. Ngày xưa á, Tuân, chị cũng toàn là như là ý làm dưới mà. Chị đóng vai vợ từ nhỏ đến giờ, cả liên quan những người gay, chị cũng làm vợ. Chị thích làm vợ thôi. Chị muốn được cưng chiều. Không phải là muốn được cưng chiều, chị làm vợ mà chị chiều ngược lại người ta kìa. Có nghĩa là chị muốn được chiều chuộng về cảm xúc. Đúng, nhưng mà cái cách lo lắng là chị phải lo lắng chiều chuộng người ta. Còn chị chỉ muốn là chị chỉ làm vai vợ thôi. Rồi cái giới tính của Quách có bao giờ ảnh hưởng đến học tập hay công việc của em không? Em nghĩ là không. Không. Cũng có thể một phần là do em, người ta không dám đụng vào em. Sao dám đụng vào em là sao, chị chưa hiểu. Em á, nó có cái để người ta dè chừng, chứ không dám kiểu giống như là dễ bị bắt nạt. Tại vì nhìn em nó cũng mạnh mẽ. Ủa em, rồi cái cơ duyên nào đem em đến cái công việc hiện tại bây giờ là make up artist? Hồi xưa là em thích mỹ phẩm. Em nhìn mọi mà cô gì của em mà đám cưới, em nhìn mọi người đến make up, em thích người ta làm, chứ không phải là em thích lấy mỹ phẩm và đánh lên mặt em. Vậy là em thích cái nghề đó thôi. Đúng, chứ em không phải là thích làm cho em. Em không có bao giờ mà gọi là make up ra đường, hay trừ những cái gọi là sự kiện hay là cái gì buộc phải có thì em phải làm. Rồi bây giờ em có hài lòng với công việc hiện tại của em không? Em tạm hài lòng. Không bao giờ em hài lòng với một cái gì ở hiện tại. Và cái định hướng cho tương lai là cái gì em? Em nghĩ là em sẽ phải ổn định ở Sài Gòn. Ủa chứ vậy em ở đâu? Em vẫn phải chạy đi chạy về từ Biên Hòa Sài Gòn. Nhưng mà em đã hỏi ý bố mẹ em chưa? Chưa. Tại vì thời gian quá lâu rồi, em với mẹ em cũng đang không có nói chuyện với nhau. Mẹ em là một người rất là khó tính. Mà mẹ em là một người khó tính, một người quyết đoán và một người độc đoán luôn. Nên là mọi thứ của mẹ em suy nghĩ đều là tốt, nhưng mà nó đang bị cái gọi là bị gượng ép cho em quá. Nên em với mẹ em đang có một khoảng cách không nói chuyện với nhau quá rất lâu rồi. Ủa rồi em không định có cái gì đó để mà phá tan cái khoảng cách đó hả Quách? Đâu cần một lý do đâu em, chỉ cần mình thật em sự thì muốn em là thôi cần. Quách. Em phải cần. Em cần có một cái lý chứ do. Chứ bây giờ em định đợi cái dịp gì nữa? Em phải cần có một trung gian, giống như là thường là những lần trước là ba em sẽ đứng ra. Em có nói trực tiếp được hay sao phải nhờ ba? Em với mẹ em mà ngồi lại với nhau là nghe tung trời lên luôn. Nhưng mà giống với ví dụ như đến hiện tại luôn á, là em cứ ở trên phòng em chuẩn bị đồ đạc kia đi làm, em đi xuống là mẹ em có ở dưới nhà em cũng lướt qua, xong ra đằng sau lấy xe đi về. Có rồi, em thử đi qua sao em bảo là chào mẹ con đi chứ. Quách ơi, tại vì anh nghĩ như vậy nè, có nhiều cái á, mình là con trai á, mình phải chủ động. Tại vì cái đó là anh nói thật với em nhá, là bố mẹ của mình là những người giống như anh đi. Lúc trước á, anh và gia đình của anh cũng hay có những cái bức tường với nhau lắm. Nhưng mà sau đó anh mới phát hiện ra là mình không thể nào ngồi đợi được, mình phải là người chủ động phá nó. Thì người ta mới có thể mở lòng mình được, tại vì ai cũng là một người nội tâm hết á. Thì em thử ai em sẽ chào là người trải lòng đi. Đây. Ngay cả mẹ anh nè, lúc mà mẹ anh với anh giận nhau và khi mà huề rồi, mẹ anh nói là mẹ là người sinh ra con, mẹ yêu thương con biết bao nhiêu, thì mẹ chỉ ngồi mẹ đợi con là con đáp lại cái tình yêu của mẹ như thế nào thôi, chỉ cần một tí xíu nhỏ thôi là mẹ cũng thấy vui lòng. Mẹ anh nói với anh như vậy. Em thử cái này vậy, em mở lời với mẹ em đi. Vậy khi em chỉ hỏi thăm mẹ một hai câu thôi, tại vì dù sao mình cũng là con. Cái đấy là cái việc một người con phải làm. Mình phải làm, có trách nhiệm. Rồi sau tất cả những chuyện Quách trải qua, rồi tất cả về công việc học hành đó, Quách có một cái thông điệp nào gửi cho tất cả các bạn trẻ không?
về cái chuyện là làm sao để có thể sống tự tin và có thể xây dựng được một cuộc sống tốt khi mình là người ở trong cộng đồng. Mình chỉ sống một cuộc đời thôi, duy nhất thôi. Nên hãy đấu tranh với bản thân mình và rút ra một quyết định. Và tốt nhất là nên come out. Các bạn mà đã come out và đã sống thật với bản thân mình rồi, các bạn sẽ thấy được là mình, chính bản thân mình cực kỳ thoải mái. Mình thấy mình mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Khi mà mình thoát ra được khỏi cái xiềng xích của chính bản thân mình thôi, là mình đã cảm thấy thoải mái rồi. Nhưng mà khi mình come out mà mình được sự chấp nhận, chỉ cần gia đình mình chấp nhận thôi là đã là một cái động lực cực kỳ lớn. Còn cái chuyện người bên ngoài, cái đó tính sau. Mà thật sự ra bây giờ cái vấn đề mà trong cộng đồng LGBT ấy, nó không còn xa lạ nữa. Chỉ thấy là 80% là mọi người đã nhìn một ánh mắt nó bình thường. Mà bây giờ cộng đồng mình rất nhiều người nổi tiếng, rất nhiều người giỏi, rất nhiều người rất là thông minh, rất là nhiều người thành danh. Thì có gì đâu mà kỳ thị. Nên là mọi người nên hãnh diện. Đúng, mình nên hãnh diện cái vấn đề đó. Không quan trọng bạn là giới tính nào, chứ quan trọng là bạn sống tốt, sống thật, bạn có công việc ổn định, bạn có sự nghiệp vững vàng, thì mọi người sẽ kính nể bạn thôi. Chị thay mặt cho chương trình, chị và Tương chúc em nhiều niềm vui và thành công trong sự nghiệp. Và chúc cho em được cái ước mơ của em là em vào Sài Gòn để em an cư lập nghiệp. Dạ, em cảm ơn chị, em cảm ơn Tuân, cảm ơn chương trình vì đã cho em cơ hội để được đến đây chia sẻ câu chuyện của mình.